Hello mọi người, hôm nay Jay đi chợ thì thấy được ốc dừa nè. Này cũng to nè, khá to, nãy giờ Jay lựa quá chừng lâu luôn. Lựa được một bịch chưa tới 2 pound nữa, 8 đồng mấy. Lựa lâu quá mọi người ơi. Về để làm ốc xào bơ tỏi. Ốc này xào bơ tỏi ăn cũng ngon lắm. Rồi also thấy được cái con ốc này. Con này nó gọi là con conch mọi người. 4.49 cent một pound. Mà thấy nó tươi sống luôn, không biết ăn có ngon hay không mọi người. Cho nên Jay sẽ mua thử về để mà làm xào sa tế ăn thử coi. Hay là ai không biết ăn cái như thế nào ngon ta. Này, nó tươi, nó sống luôn nè. Ngon dễ sợ luôn nè, thấy không? Đụng nó. Đó, nó sống luôn. Cho nên chắc mua về làm ăn thử xem coi nó ngon không. Chứ không, nếu mà tánh của Jay mà thấy nó ngon vậy mà không mua về ăn thử thì về sẽ tiếc nuối, không biết ăn nó có ngon không. Wow, nó tươi quá chừng tươi luôn nè. Quyết định mua về thử. Lựa mấy con về để thử. Đây là mấy cái con ốc, con conch nè mọi người. Sáng Jay mua nè. Bây giờ Jay sẽ rửa nó, tại vì ngày mai mới làm. Bây giờ Jay sẽ rửa sạch nó. Cái con conch này là mình, con conch nó loại cái vùng biển, biển phía bên biển ấm đó, ở bên Caribbean đó mọi người. Lúc trước Jay đi bên Bahamas, Jay thấy nó rất là nhiều luôn nha. Nhưng mà không biết làm sao mà bắt được nó luôn. Tại vì bắt được cũng không có chỗ để mà mình chế biến đó. Rồi mình tại rút Jay đi cruise á, thấy nhiều dễ sợ dưới biển mà không bắt, bắt cô lên cũng không biết làm sao đem về á. Nhiều dễ sợ luôn. Vùng biển nước ấm. Mà không biết cái nó có ngon hay không, Jay mua về Jay ăn thử nha mọi người. Ngày mai Jay sẽ làm bây giờ Jay hấp nó lên trước để cho thôi nó bị về để giờ nó vẫn còn sống. Nhưng mà bây giờ Jay để cho nó ngày mai Jay sợ nó chết á, sợ nó không có không còn tươi á. Đó. Đó, giờ nó sống. Cho nên bây giờ Jay sẽ rửa nó sẽ sạch xong rồi Jay sẽ hấp nó lấy thịt ra. Rồi ngày mai Jay sẽ bắt đầu Jay xào bơ tỏi một ít và xào sa tế. Nó sống rồi. Đó. Không biết có ngon không? Thấy ngon quá. Jay mê ốc lắm mọi người. Hôm nay đi chợ thấy con ốc này nó tươi sống luôn, thấy đã dễ sợ luôn. Hấp dẫn. Mấy cái vỏ ốc này cũng đẹp vậy ha. Cái con conch nó có nhiều loại lắm nha mọi người. Nó có con queen conch nè, rồi nó có mấy cái con nhiều loại conch lắm. Mà đa số nó sống ở cái vùng nước biển ấm không à. Chắc là ở đây, chắc là chợ này họ lấy bên Mexico đó. Vùng biển gì đó. Sao bây giờ nó thụt xuống, hồi sáng rồi nó trồi, nó lòi ra lên, sao giờ nó thụt xuống, biết nó có chết chưa ta. Mình hấp lên thử. Chừng thời để nó chết, nó không, nó mất tươi á, ngon. Ok, bây giờ mình rửa đi, mình hấp đó nha. Đây, Jay hấp nó lên nè mọi người. Đó, khi nó chín lên nè, cái thịt đó nè, mình thấy ngon lắm mọi người. Nó chỉ hấp sơ nó. Rồi. Bây giờ những cái con này chưa để lộn rồi. Con này chắc chưa hấp này. Con này hấp chín rồi nè. Con này chưa hấp nè. Bây giờ đó, con này chưa hấp. Bây giờ hấp sơ chín hấp. Hấp sơ. Ồ, con này chắc chín rồi. Chín rồi. Chín rồi. Chín rồi. Chín rồi. Đó, nè, chín sơ nè. Xong bây giờ Jay sẽ lấy thịt nó ra ha. Để ra mà bắt đầu rồi. Lấy thịt nó ra. Nha. Ok. Để xem coi cái thịt nó nhiều thịt hay không nha.
Ok, bây giờ chị sẽ lấy cái thịt đó ra coi coi. Cũng dễ lấy lắm mọi người. Đó. Ok, yeah. Dễ lấy lắm, lấy một cái ra là hết luôn. Đó. Có một cái con nó nhiều như vậy nè. Đó. Nó cũng cần hơi sình nha. Chị lấy ra xong rồi chị sẽ rửa lại. Đó, lấy luôn cái con này. Đó. Không có mắt cho mọi người. Chị mua 1, 2, 3, 4, 5, 6 con, 7, 8, 9, 10 con là 15 đồng đó mọi người, 15 đô. Đó, không mắc. Cũng dễ lấy ha. Đó, tươi sống luôn nha mọi người. Lý do đó mà là chị mua đó. Hôm nay không biết sao chợ này nó có hàng cái con này chơi sao tươi sống luôn. Đó, ngon ghê. Hấp dẫn quá. Hy vọng là nó cái thịt này nó sẽ ngon, nó không có bị dai nha, tại vì mình mới rồi, cái này chín luôn này, tắt bếp luôn. Rồi. Ngày mai mình sẽ lên món thôi. Hey, mọi người, đây là 10 cái con ốc con conch mà Jay lấy thịt ra rồi đó mọi người. Bây giờ Jay sẽ đi rửa nó sơ, tại vì Jay thấy nó vẫn còn những cái cát với sình nè, tại vì nó là ốc tươi sống nè mọi người. Cho nên nè, thấy không? Cho nên Jay sẽ đi rửa nó sơ nha. Để xong rồi Jay sẽ sắt nó mỏng ra trước khi Jay xào đó. Tại vì nó vẫn là xinh, nó tự nhiên sao. Chị đang rất là excited các mọi người để xem ra cái con ốc này nó tươi sống. Lần đầu tiên mà chị mua được con này mà nó sống luôn đó. Tại mấy lần trước là chị mua cái con ốc, cái con conch này là nó đã chết rồi đó, nó lạnh, đông lạnh đó. Cho nên không biết là cái con ốc này mà nó sống thì ăn nó có ngon không nha mọi người. Tại vì nếu mà con sống mà ăn ngon thì chắc là rất là trước, tại vì chị rất là thích ăn ốc luôn. Về Việt Nam lúc nào cũng là đi ăn ốc. Mình lấy mấy cái sình cho cái. Nếu mà ở đây mà nó có cái con ốc này mà bán sống như ở đây là quá là tốt luôn, mà nó không có mắc lắm nữa. Một con như vậy là tính ra thì có 1,5 đồng một con thôi, quá rẻ luôn. Cái gan này đừng có làm rớt nha. Đó, hồi nữa mình sẽ sắt mỏng ra trước khi mình xào. Hôm nay chơi sẽ làm hai món nè, xào bơ tỏi với lại xào sa tế. Xong rồi lát hồi mình vô sắt, mình ra mình cắt rau răm ra để mình ăn. Hồi cái xào bơ tỏi nha, mình có cái sốt đó, mình có bánh mì nữa, chấm là thôi ăn dở tay dở không lên luôn nha mọi người. Mấy cái món ốc này chắc ai cũng thích ha. Mấy đứa con nít đó thì cái bánh mì chấm cái sốt bơ tỏi thích lắm. Rồi mấy ông nhậu thì thôi, nhâm nhi uống hết thùng bia luôn. Cho nên món này mà nếu mà con ốc này làm thật ra mà làm ra ngon thì mọi người có thể làm. Hôm nay ngoài cái con ốc này, Jay còn có mua luôn mua thêm con ốc ốc dừa đó mọi người. Hôm qua Jay rửa rất là sạch rồi nè. Bây giờ Jay sẽ lấy nó lên luôn. Hôm qua Jay rửa nó, ngâm tận nãy giờ luôn. Jay cũng sẽ xào bơ tỏi. Cái con ốc này thì nó không có ít nó ít thịt, nhưng mà lễ của ốc này rất là ghiền, rất là ngay, rất ngay luôn á, mà lễ rất ngay. Tôi cũng sẽ làm luôn. Lửa nữa, xào nữa, xào cái đập sạch để mình xào lên mình ngồi. Lễ ốc này là mất ngay luôn rồi mọi người. Hôm nay là đại tiệc ốc nè mọi người. Đó, ốc dừa rất là ngon luôn, sạch không? Sạch bông luôn.
hôm qua rửa rất là nhiều nước rồi, sao còn ngâm cả đêm rồi. Bây giờ rửa thêm nữa cho nó bọc đi. Cái này kia cũng xào bơ tỏi luôn. Cái tới khi nào nó hết cát thì thôi. Ok mọi người ơi, Jay rửa xong, Jay đã sắp thái mỏng cái con conch nha mọi người. Thái mỏng để sao dày quá thì mình ăn nó sẽ bị cứng á, cho nên mình thái mỏng để cho nó giòn nha. Thái mỏng. Rồi, bây giờ phần quan trọng và linh hồn của cái món này là nước sauce ha. Jay sẽ pha nước sauce và chỉ sao. Mình phải pha nước sauce. Mình sẽ làm cái nước sauce trước. Tại vì sao? Mình phải nấu cái nước sauce trước rồi mình mới bỏ con ốc vô. Tại vì nếu mà mình xào ốc mình rồi mình mới nêm nước sauce thì ốc của mình nó sẽ bị chín quá và nó sẽ bị dai. Cho nên nấu lúc nào cũng phải là nấu nước sauce trước. Cái nước sauce nó vừa ăn mình thảy cái con ốc vô, mình đảo sơ lên cho nó săn con ốc lên là cái nước sauce của mình nó đã đậm đà rồi. Rồi mình quăng cái sauce cái con ốc vô thì mình đảo sơ cho nó săn cái con ốc là mình có thể mang lên là mình sốt mình vừa ăn, thì lúc đó là nó vừa ăn. Và mình mà quăng con ốc vô trước và mình nấu rồi mình nêm gia vị và lúc đó thì con ốc của mình sẽ bị quá chín thì nó dai mà không còn ngon nữa. Cho nên nước sauce là phải làm trước nha mọi người. Hôm nay Jay sẽ làm hai vị, thứ nhất là bơ tỏi, thứ hai là sa tế. Cho nên Jay sẽ làm hai tô nước sauce nha. Bơ tỏi, đây là hai món cho nên Jay sẽ làm hơi nhiều nước sốt chút cho hai món. Còn sa tế thì ít. Nước sốt thôi cho sa tế. Này cũng hơi nhiều xí. Rồi. Thứ nhất là nước ha. Thứ hai sẽ là nước mắm. Cái này là cho bơ tỏi nha. Chị sẽ cho cái này cho hai phần một hai ba bốn năm, bên đây cho hai rưỡi, một hai hai rưỡi. Rồi bây giờ cho đường. Mình sẽ làm theo cái vị mặn mặn ngọt ngọt, tại vì cái sốt của mình mấy cái món ốc này á mình làm mà đừng có mặn quá, mình lạt lạt mặn ngọt ngọt á thì nó ăn nó dễ hơn. Để mình cho năm mà phải không, một hai ba 4 đi. 1 2. Rồi. Tí ra ngoài đó khi mình nấu lên thì mình nêm lên lại. Rồi. Mình sẽ cho chút xíu phân nửa bột ngọt. Xíu bột ngọt. Tiêu. Rồi, bây giờ cái sa tế thì Jay sẽ cho nhiều sa tế bên đây. Dở quá, quên. Đây thì hai cái muỗng này. Đó. Để quậy đều cái hỗn hợp này của mình lên. Đó. Đó, bây giờ mình quậy đều cái hỗn hợp này lên, đây là mình ra ngoài đó mình dẫn nó. Bây giờ Jay sẽ phải xay tỏi nữa. Và đây Jay sẽ có ba cái thỏi bơ.
Có thể Jay sẽ không có làm hết đâu, Jay sẽ làm Jay sẽ làm khoảng chừng chắc 2 thỏi thôi. Rồi okay, bây giờ Jay sẽ quậy đều hai cái hỗn hợp mình lên, rồi là khi ra ngoài mình nấu thì mình đổ ra mình nấu thôi. Khi mà mình nấu, mình bắt lên mình nấu là mình nêm lại cái sauce của mình coi có vừa ăn như thế nào, rồi mình cho thêm vào đó nha mọi người. Nhưng mà mình phải làm cái nước sauce sẵn như vậy đó. Bây giờ Sê sẽ xào cái món bơ tỏi trước nha mọi người. Giờ khi là nhiều tỏi nó sẽ thơm, rất là nhiều tỏi. Tôi còn rất là nhiều gia vị và tôi sẽ cho một tí ớt bột cho nó không có cay nhưng mà nó có màu, làm cho màu đẹp đỏ đỏ. Cái món sốt của mình nó có màu là đẹp á. Cái hỗn hợp sauce vô. Cái màu ớt thì thôi nhưng mà nó không cay, ớt cái màu thì nó đẹp hơn. Xin em lại coi nó vừa không nha. Thêm tí đường, tí đường. Bây giờ tôi sẽ cho cái bơ được vào. Tôi sẽ cho hơn một nửa thỏi bơ của tôi. Nó dậy cái mùi bơ lên thử nha. Giờ cái sốt của mình nó cũng sẽ sánh lại đó mọi người. Mình nấu vậy cái sốt nó sánh lại. Nó dậy cái mùi bơ lên.
như này nó sắc lại á, cái sốt nó sẽ sánh lại, nó sắc lại. Từ lúc đó mình bắt đầu mình cho cái con ốc, cái ốc của mình vô đó. Là mình bắt lên rồi nó vừa chín tới là ngon rồi. Thử lại cái sốt nha. Mọi người thấy bây giờ cái sốt sánh lại không? Đó, vừa ngon rồi đó. Tí bơ nữa. Bảo đảm mấy em bé sẽ thích. Nhìn hơi cay. Rồi, thì sẽ cho một phần nửa cái gà. Nửa sẽ. Rồi, bây giờ mình sẽ sắp lên. Chanh cay lên. Đó, mình nấu tại vì mình đã hấp cái con ốc sơ này rồi cho nên ốc này đã tạm thời là chín cũng phải 80% rồi mọi người. Nếu mình nấu quá thì con ốc cũng đã bị dai. Tại nãy xay lúc mà chơi sắc đó là nó cái độ giòn rất là ngon luôn, vừa phải. Cho nên chơi không có muốn nấu nó quá nhiều. Đồ biển mà mình nấu nó quá nhiều nó sẽ mất nó không còn ngon nữa. Mình nấu sơ đó thôi để cho nó thấm cái sốt thôi. Như vậy là ngon rồi mọi người. Đó, bây giờ là bắt lên được rồi. Rồi, tắt bếp. Đem lên. Ok, món kế tiếp sẽ là món xào sa tế nha mọi người. Ok. Mọi người, cái chảo này á, là xào cái món gì, món xào này cũng ngon hết. Rồi, chảo này thì mẹ chọn cái vàng rồi. Rồi, chơi cho cái sauce vô. Cái sauce này là cay nha mọi người. Sa tế này cay nha. Thơm nhưng mà thơm sa tế. Thơm sa tế nhưng mà cay. Cho thử cho nó vừa ha. Vừa rồi. Nó vừa ăn. Ok. Bơ đây. Bí quyết cho mấy cái món này nè, để cho nó dậy cái sốt của mình lên nó ngon á là bơ đờ nha mọi người. Cái bơ đờ này chị mua ở Costco đó, cái hiệu unsalted butter của Costco nè. Cái bơ này rất là ngon, unsalted nha mọi người, của Costco á, rất là ngon. Cái sốt thì nó sánh lên cái bơ này, nó tan ra, bắt đầu mình mới cho cái ốc của mình vô, mình đảo sơ. Đó, ok. Nãy chị mới đem vô chị thử cái con miếng ốc giòn ngon lắm mọi người, tuyệt vời luôn, trên cả tuyệt vời. Rồi, lửa cao lên tí. Rồi, cho phần ốc nữa, ốc vô phần lại. Rồi,
đây có ai gần chợ Password ở ở Gatwick, đường Gatwick Road, Springfield nè. Thấy cái con conch này nè. Đi về làm thử món này ăn nha, ngon á, rất là ngon luôn. Cái theo công thức này là làm ngon lắm. Nhậu là thôi, hết chỗ chê. Con con thì ngon quá. Looks great. Ooh, it smells so good, buttery. Looks good. It smells so good too. A garment with some leafy, leafy. Ngon dễ sợ. Rất là ngon luôn. Looks good. Đẹp cái màu sắc rất là đẹp luôn mọi người. Cái sa tế này màu sắc đẹp ghê. Bây giờ là món cuối cùng. Món ốc ốc dừa mọi người. Món ốc dừa. Ốc dừa xào bơ tỏi luôn. Bơ tỏi vô hết rồi. Tỏi nguyên, lớp rồi tỏi xay nữa. Nhiều tỏi thì ăn nó sẽ ngon, thơm ngon. Rồi. Ốc dừa thì Jay sẽ cho ốc dừa luôn. Xào ốc lên. Xào thơm ốc mọi người. Rồi bây giờ Jay mới cho Jay xào ốc dừa luôn. Dừa này là ốc sống đó, cho nên chơi cho sót cho luôn mọi người. Để mình nấu ốc luôn. Còn hồi nãy cái ốc kia là ốc chín rồi, cho nên mình phải nấu cái sót trước mọi người ha. Rồi, bây giờ chơi sẽ cho bơ vào. Thì lễ mà nó mất ngay á mọi người. Cứ thế là mình xào vậy là mình để nó chín là tí là xong rồi nha mọi người nha.
chín là xong rồi đó. Rồi, Tom, Tom, try thử coi. How do you like it, Tom? It's really good. Oh, how? Why? Why do you like it so much? What do you think? Tastes good. Tastes good. Why? Why is? What is it good? What? What do you? What does the sauce taste like? I don't know. It just tastes good. Tastes good? Yeah. Okay. Vậy Tom lấy Tom try một bánh mì coi. Thả ca ca lại try thử coi. Chắc là buttery em mới thích chứ gì. Ca ca thử try taste lấy bánh mì chấm thử coi. Ngon không? Thì con ăn nó đi. Để ca ca thử try cái lấy cái muỗng lấy một cái một miếng cái con snail cái ốc thử coi. Coi 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 nó ăn có ngon không? Múc một con ốc á. Một con ở miếng nào cũng được. Ngon không? Còn không không thấy cái snail nó ăn sao? This one, right? Yeah, good. Is it chewy or crunchy? Chewy? Mẹ thấy nó crunchy mà. Let me see. Nó có spicy không? I don't know. You guys can eat. It's giòn. Nghe nó giòn rùm luôn mời. Ngon quá, nó thơm, hàng gì mấy này nó thích. Buttery, cái sauce đó. Nó cao mang nữa đi, ca. Cái sauce buttery, thơm mà nó vừa ăn. Bởi vậy ông này thích nè, mấy ông mì con nè thích. Không để cái này dĩa này xích lại nè. Không ăn mà. Không ăn hầm mà can't stop luôn á, không stop được luôn á. Sao cao không ăn nữa hả? Ăn không thể ngừng luôn. Và sau vài phút, Tom đã dọn sạch chiếc bánh mì. Và quét sạch sauce trên dĩa. Tuy rằng nó rất là cay nha mọi người. Ăn xong phải lấy bình nước uống liền. Là hiểu rồi ha. Và vẫn còn tiếp tục bút sauce nữa. Vẫn còn tiếp tục bút sauce nữa. Có nghĩa là rất là ngon luôn đó. Hành động thay lời nói. Hành động thay lời nói. Không, sauce thì ngon lắm đó mọi người. Nếu mà ai có con á, là cứ làm cho bọn trẻ nó ăn nha mọi người. Bảo đảm bao ngon mọi người.